Hôm nay thì trên hội chúng ta làm đến dạng bài tập bất phương trình quy về bậc 1 bậc 2 mà ra bất phương trình đó là có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Ghi như bạn này, bất phương trình quy về bậc 1 hoặc 2. Nhưng mà dạng đó là gì? Một bất phương trình. Đấy, bạn mới xóa cái bước bất phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Dạ. Thế như nào? Thì ở đây vắn tắt thì nhanh, chứ không cần phải giải dài dòng quá. Quan trọng nhất là giải thích quả đúng. Ta nhớ lại cái bất phương trình cơ bản trị tuyệt đối của x mà nhỏ hơn 3 chẳng hạn. Thế thì sao? Thì trừ 3 nhỏ hơn x nhỏ hơn 3. Những cái số mà có trị tuyệt đối nhỏ hơn 3 ở trên trục số nó phải nằm từ trừ 3 đến 3. Thế tương tự như vậy là sẽ học cái bài trị tuyệt đối của A mà nhỏ hơn B. Mình cũng sẽ làm tương tự như thế này. Mình nhớ bất phương trình ở trên thì mình suy ra bất phương trình ở dưới cho nó dễ hiểu. Trừ B nhỏ hơn A nhỏ hơn B. Cứ viết như này là chuẩn rồi. Sau đó tương tự trừ B nhỏ hơn A và A nhỏ hơn B. Giải xong. Giải xong từng cái bất phương trình này. Giải xong thì ta lấy dao hai đặc điểm. Giải xong cái trên, giải xong cái dưới, mình lấy dao nhau. Bởi vì đây là mẫu nhọn, nó xảy ra đồng thời. Thế đối với bất phương trình thứ hai, trị tuyệt đối của x mà lớn hơn 3 thì tương đương ở đây. Ta nhìn thế nào, ta nhớ lại thế nào. Những số nào mà trị tuyệt đối lại lớn hơn 3, đó là những số mà nhỏ hơn trừ 3 và lớn hơn 3. Vậy ta sẽ biết là x lớn hơn 3 hoặc x nhỏ hơn trừ 3. Tương tự như vậy, trị tuyệt đối của A mà lớn hơn B thì ta sẽ biết cái gì? Hai trường hợp hoặc vuông nhé. A lớn hơn B hoặc A nhỏ hơn trừ B. Thế sau khi có cái này rồi thì giải xong. Giải xong ta lấy hợp của hai đặc điểm. Đây là số bóng vuông. Hợp giải xong ta lấy hợp của hai đặc điểm. Hợp lại tức là gộp lại các bạn. Ví dụ thì cho bất phương trình nhất, trị tuyệt đối của x bình trừ x trừ 2 lớn hơn x trừ 3. Và bất phương trình thứ hai, trị tuyệt đối của x bình trừ 1 nhỏ hơn 3x cộng 1. Thế đối với bất phương trình đầu tiên thì nó rơi vào cái trường hợp đây, trị tuyệt đối của A lớn hơn B. Thì ta cứ biết luôn như sau. A lớn hơn B hoặc là A nhỏ hơn trừ B. Ví dụ tương đương luôn thành x bình trừ đi 2x cộng với 1 lớn hơn 0. Chuyển vế này, x bình nhỏ hơn 5. Đến đây thì cái trạng vòng đầu tiên nó là hằng thức x trừ 1 bình phương lớn hơn 0 và x bình nhỏ hơn 5. Bình phương mà lại lớn hơn 0. Bình phương
phương thì lúc nào nó cũng không âm rồi. Bây giờ muốn cho nó dương hẳn thì nó khác không là được. Vậy x ở đây là khác 1. Thế x bình nhỏ hơn 5 trừ căn 5 nhỏ hơn x, nhỏ hơn căn 5. Nhưng mà kết quả của mình là gì đây? Mình hợp lại vẽ thông số ra. Đầu tiên là nó khác 1 thì bỏ số 4 này đi. Chỗ này mình gọi là F1. Chỗ này mình gọi là F1. Bỏ mỗi số 1 này thôi. Nhưng sau đó mình lại lấy từ trừ căn 5 cho đến căn 5, mình gọi cái này là F2. Hợp lại, hợp lại lấy tất, không bỏ cái gì cả, lấy hết hai phần này, lấy hết cái. Tuy ban đầu là bỏ số 1 nhưng mà từ trừ căn 5 đến căn 5 nó lại có số 1, nên là gộp vào thì vẫn có số 1. Và kết quả ở đây ra là R, vì là tương đương x thuộc vào R. Với ví dụ 2 thì mình cứ viết hình thức ban đầu là nhìn lý thuyết nhỉ. Trừ b thì nhỏ hơn a, nhỏ hơn b. Đây, trừ b nhỏ hơn a, nhỏ hơn b. Và sau đó biến thành hai trường hợp không nhỏ hơn. Đây mình xử lý dấu bằng cái trước nha, là xử lý bất thường gì trước. X bình cộng 3 x. Thế chỗ này x bình bất thường trị đằng sau này, trừ 3 x trừ 2 nhỏ hơn thờ. Với bất thường trị ở trên thì ta dùng quy tắc trong trái và cùng, hoặc là ta bấm máy thì tùy, nhưng mà phải ra được là gì? X lớn hơn không, x nhỏ hơn trừ 3. Còn ở dưới thì ta là cái này là ra số xấu đây này, 3 trừ đi căn 17 chia 2 nhỏ hơn x, nhỏ hơn 3 cộng căn 17 chia 2. Được chưa? Thế ta lại vẽ trục số ra để kết hợp. Nhớ rằng cái trên này mình coi nó là F1, dưới này mình coi nó là F2. Sau đó mọc này là mọc nhỏ, đấy, giao của F1 F2 ta biết sẵn rồi đây. F1 giao F2 x bằng, yeah. Cái này là bao nhiêu? Âm, âm không phải mấy, âm không phải. Cái này âm 3. Cái này là bao nhiêu? 3 phải mấy. Cái này là số 0. F1 đâu? F1 là lớn hơn 0, nhỏ hơn chỉ 3. Đây ký hiệu là F1. F2 đâu? F2 đây là F2. Mà mình lấy F1 giao với F2 thì F1 này nó không giao với F2 này, vậy phần này nó không có gì cả. Nhưng cái F1 này giao với F2 này, hai phần này giao nhau, ra cái phần chung nhau đây này. Đấy. Vậy mình sẽ biết thế nào? 0 cho đến 3 cộng căn 17 chia 2. Dạ. Như vậy chúng ta phải nắm chắc lý thuyết. Lý thuyết thì tóm tắt lại nó rất là đơn giản, dễ thực hành. Vào bài cứ làm theo lý thuyết, rồi đến những bất thường trị bằng 2 thì ta bấm máy cũng được. Nhưng lưu ý sau đó là gì? Còn vuông thì ta lấy hợp hai kết quả, còn gặp nhau thì lấy giao hai kết quả. Bạn nào mà không nhận được ấy thì ta phải vẽ trục số ra, ta biểu diễn cái F1 ra, biểu diễn F2 ra, rồi ta kết hợp thì trục số. Và bạn nào mà nhận nhanh được thì ta cứ nhìn vào cái phần ngoặc là ta có thể nhận được rồi. Lúc sau là sẽ học tiếp cái dạng thứ hai, đó là bất phương trình có chứa dấu căn bậc 2.